chào các bà con trở lại với cửa hàng thế giới máy của chúng tôi. Video hôm nay mình xin giới thiệu với bà con và test thực tế bộ chỉnh sửa xe Jedi ASP hiệu Oshima cho các bà con cùng xem. Đây là bộ chỉnh sửa xe Oshima. Mình đã lắp đầy đủ các phụ kiện, ống hút, ống hồi và dây dịch. Mình đã lắp hoàn thiện. Bây giờ là mình mời bà con cùng tham khảo chi tiết về bộ chỉnh sửa xe Jedi ASP này. Bộ chỉnh sửa xe Jedi ASP với đầu chịt Oshima, với logo Oshima được dập nội trên bề mặt nhé bà con. Bà con lưu ý để phòng tránh khi mua phải hàng nhái, hàng giả trên thị trường. Đầu chịt Oshima có model OS45T, công suất 2 ngựa, với lưu lượng nước là từ 25 đến 40 lít trên phút. Đấy, áp lực là 45 đến 55 kg trên cm. Phía trước đầu chịt là gồm bên trên là bộ điều chỉnh áp. Đây là van chỉnh áp. Bà con điều chỉnh áp chỉ cần vặn van chỉnh áp này là ok. Và đây là bầu nén và một đồng hồ đo áp lực. Khi bà con vặn van chỉnh áp thì quan sát đồng hồ để kiểm soát được áp lực của nước. Và đây là đường ống hút, đường ống hồi và ba van xả. Đấy, đầu được thiết kế rất là chắc chắn, sơn tỉ điện bóng đẹp. Các đinh ốc đều được làm bằng inox 100%. Các khớp nối có van bi đều làm bằng inox và đồng, đảm bảo chống chọi với sự oxy hóa của thời gian muôn thuở, bà con yên tâm để sử dụng. Và hệ thống truyền tải là qua hai pulley. Pulley của đầu chịt là pulley được đúc bằng hợp kim nhôm, rất là dày và chắc chắn. Và kết nối qua pulley của motor với bộ đôi dây đai JA. Motor được thiết kế với 100% là ruột lõi đồng, sử dụng điện công suất 3 kW, 4 ngựa. Nếu có lỗi nhà sản xuất thì bà con có cần đổi mới một đổi một trong vòng 12 tháng, đảm bảo uy tín với bà con 100%. Vỏ motor được đúc liền với tụ điện bằng hợp kim nhôm, rất là dày, chắc chắn, đảm bảo về sự rò rỉ điện, an toàn điện và tiết kiệm điện tối đa cho bà con. Bộ khung được làm bằng thép V chắc chắn, tay cầm, bánh xe rất là dễ dàng cho bà con di chuyển đến vị trí làm việc. Đấy, rất nhẹ nhàng. Và với bộ đầu chịt này thì quý bà con yên tâm để sử dụng. Để cấp nguồn điện và test máy thực tế cho quý bà con xem. Mình đã chuẩn bị điện xong. Đấy. Và mình sẽ cấp nước. Và mình mở van xả. Đây. Đây. Và khi mở van xả thì mình điều chỉnh áp lực nguồn nước, thì mình sẽ vặn van chỉnh áp và quan sát đồng hồ. Đấy, mình mới cho lên 40, hơn 40 chút mà rất là mạnh nhé bà con. Mình sẽ lên một xíu nữa để cho bà con cùng xem. Rất mạnh nhé bà con, rất mạnh. Máy chạy rất êm. Đấy, phun rất xa này bà con, rất xa. Đấy, bà con nhìn theo tia nước bắn rất xa. Đấy. Và mình sử dụng bếp mở vịt. Bếp mở vịt này có hai chức năng, chức năng phun xịt và chức năng chức năng này là để dùng phun xương, với tiết kiệm nước rất lớn cho các bà con xịt thuốc hoặc là tưới cho cây kiểm cũng như rau. Thế nó không làm ảnh hưởng đến cây trồng của mình. Mình dùng chế độ phun xương này thì tiết kiệm nước ra rất là rộng và xương rất là mịn nè bà con. Đấy, máy chạy rất êm nhé bà con. Đấy, máy chạy êm ru luôn, đảm bảo cho các bà con để sử dụng yên tâm. Nếu bà con có nhu cầu để sử dụng một bộ chỉnh sửa xe như thế này đáp ứng công việc của gia đình mình, với dòng đầu chịt hai ngựa này, Oshima này, thì các bà con rất là phù hợp cho các bà con sử dụng trong mô hình tưới tiêu chuồng trại, tưới tiêu vườn rẫy, xịt thuốc, xịt rửa công trình, xịt rửa tăng trại và rất là nhiều công việc mà các bà con cần sử dụng. Vì vậy là các bà con có nhu cầu muốn sử dụng một bộ máy xịt rửa xe Jedi, hãy liên hệ với cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại nằm ở dưới góc của bên trái của màn hình video. Bà con đến tại cửa hàng để được chúng tôi tư vấn chi tiết. Bà con nhớ đăng ký kênh, ấn nút like để theo dõi những video tiếp theo. Mình sẽ review rất là nhiều sản phẩm khác.
bổ ích cho các bà con trong cuộc sống công việc hàng ngày của gia đình, mọi nhà, mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại các bà con.